Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đã được nghe kể câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn chưa? Tớ được nghe rồi, hay cực. Đó là 7 chú lùn tốt bụng đã cưu mang giúp đỡ Nàng Bạch Tuyết chống lại mụ phù thủy xấu xa. Đúng rồi, hôm nay chúng mình cùng vẽ 7 chú lùn nhé. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vbox Kids Coloring. Trong tiếng Anh, chú lùn được gọi là gì các bạn ơi? Lùn là... Là dwarf. Đó là những người lớn có thân hình nhỏ như chúng mình ấy. Họ luôn có hình dáng dễ thương như trẻ con đúng không? Đúng thế đấy. Đầu tiên là Dobby, chú lùn khá nhút nhát và đáng yêu. Dobby là chú lùn trẻ tuổi nhất nên là chú lùn duy nhất chưa có râu. Tiếp đó là Dog, chú lùn này chăm sóc sức khỏe cho các anh em nên được đặt tên như tên viết tắt của Doctor, nghĩa là bác sĩ. Đặc điểm dễ nhận biết của chú lùn Dog là luôn đeo một cặp kính tròn. Đây là Sneezy, chú lùn hay hắt hơi. Sneezy hắt hơi suốt kể cả lúc cần phải giữ im lặng nên rất hay lăng hỏng chuyện. Bóc này là Basil, có nghĩa là e thẹn rụt rè. Và quả thật đây là chú lùn hay xấu hổ đỏ cả mặt khi được người khác nhắc đến mình. Có bạn nào ở đây hay như vậy không đấy? Phía trên Basco là Happy, chú lùn luôn vui vẻ, tươi cười và thân thiện. Ai mà chẳng thích chơi với chú Happy chứ, phải không nào? 7 chú lùn trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn là những người thợ mỏ sống trong một khu rừng hẻo lánh xa xôi. Họ có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn và ấm cúng mà Bạch Tuyết đã lạc vào trong khi chạy trốn khỏi mụ phù thủy. Bên cạnh Happy chính là Sleepy. Sleepy là ngáy ngủ á? Đúng rồi đấy, chú lùn này suốt ngày buồn ngủ và ngủ gật thôi, kể cả lúc đang lao động buồn cười thế không biết. Phần cuối chính là Grumpy, người khó tính hay gắt gỏng. Đúng như ý nghĩa của cái tên được đặt. Chà chà, không dễ gì cho Bạch Tuyết khi muốn làm thân với Grumpy đây. Vẽ xong rồi thì chúng mình tô màu thôi các bạn ơi. Để tô màu cho làn da của tất cả các chú lùn, chúng mình dùng lọ màu be nhá. Màu be trong tiếng Anh là beige. Chi tiết thú vị nhất và chắc bạn nào cũng nhớ là lúc mà 7 chú lùn tô màu về nhà và phát hiện ra có người lạ trong ngôi nhà của họ. Chú lùn thứ nhất nói, ai đã ngồi lên ghế xinh đẹp của tôi? Chú thứ hai nói, ai đã ăn ở đĩa của tôi? Những chú khác cũng chạy vào giường của mình và kêu, hình như đã có ai nằm lên giường tôi. Thật là thú vị. Các chú lùn đều có những cái mũi tròn to phúc hậu. Chú Dobby trẻ tuổi nhất, mũi cũng bé nhất. Chúng mình lấy lọ màu hồng nhạt để tô cho mũi của các chú nhá. Màu hồng là gì, có bạn nào biết không? Màu hồng là pink. Ồ đúng rồi, màu hồng là pink. Và hồng nhạt là light pink. Bây giờ tô màu cho những chiếc mũ đội đầu của 7 chú lùn nha. Để phân biệt các chú lùn, chúng mình tô màu mũ khác nhau. Ví dụ, Grumpy cáu kỉnh có chiếc mũ màu vàng này. Trong tiếng Anh, màu vàng là yellow. Sleepy ngái ngủ có mũ màu tím nhá. Màu tím là purple các bạn ạ. Happy vui vẻ đội một chiếc mũ màu cam đỏ này. Màu cam là orange, màu đỏ là red. Còn cam đỏ là reddish orange nha các bạn. Đây cũng là màu cổ áo của Dobby. Basil ngại ngùng đội mũ màu hồng, đậm hơn màu mũi một tí. Dog, bác sĩ thông thái của cả đội, có một chiếc mũ màu đỏ nổi bật. Màu đỏ là gì? Chắc bạn nào cũng biết đây. Màu đỏ là red. Đúng rồi, màu đỏ là red. Mình lấy luôn lọ màu đỏ để tô cho lưỡi của các chú lùn nhé. Chiếc mũ của Dobby tô màu cam nào? Mình đã biết màu cam là orange. Cuối cùng, chú lùn hay hắt hơi Sneezy đội một chiếc mũ màu xanh lá nhé. Xong rồi, giờ thì chúng mình chuyển sang công đoạn cuối, tô đậm lại các đường nét của toàn bộ bức tranh nào các bạn. Việc tô đậm lại này nhìn thì ngon ăn, mà ăn chưa chắc đã ngon nha. Chúng mình phải tô đè lên đường nét cũ, mà lại tô chạch ra ngoài, thì lèm nhèm lắm đấy. Vậy là chúng mình đã vẽ và tô màu xong cho 7 chú lùn rồi. 7 chú lùn mỗi người một cái tên, một tính cách khác nhau, nhưng đều là những chú lùn chăm chỉ, hăng say làm việc. Đặc biệt, các chú còn vô cùng tốt bụng các bạn ạ. Vậy nên các chú lùn đã giúp đỡ và cưu mang Nàng Bạch Tuyết đáng thương, để nàng có một mái nhà để ở, có đồ ăn để không đói bụng, có chiếc giường êm ái để ngủ và có những người bạn tốt bụng bảo vệ nàng. Quả là những chú lùn đáng yêu nhất quả đất. Ai mà chưa xem phim thì xem đi nào, và chúng mình sẽ lạc vào khu rừng cổ tích đầy thú vị đấy. Bạn nhỏ nhớ bấm like video, ấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập thú vị tiếp theo nha.